Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay thì mình lại làm một cái video nữa để thông báo và cũng chúc mừng các bạn là cái dự án mình vừa mới làm cái video lúc trước ấy, thì cái video lúc nãy này thì mình mới đăng lên cái kênh của mình thôi. Đây, thông báo các bạn cái chuyển swap cái mạng ERC20 sang mạng Tron ấy, thì thấy nó đã trả về ví sau vòng chưa đến 1 tiếng đâu các bạn. Khoảng 15 phút sau thôi thì nó đã trả về rồi. Và cái dự án này đang có giá là khoảng 0,043 đô la một đồng, thì có lúc nó cũng lên khoảng 2 trôn, tức là 0,05 đô la một đồng á, năm mấy rồi đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì thôi, trả rồi thì bán thôi. Thì mình thấy là nó đã trả về cái ví của mình ở đây. Các bạn check là lúc nãy mình có swap, mình đây là 395. Đấy, thì các bạn tương đương với khoảng 20,4 đô la. Thì các bạn sẽ vào đây và trade thôi. Đây, các bạn ấn vào mark này. Đấy, nói chung là cũng đang đang chuẩn bị lên này. Nếu các bạn muốn bán thì các bạn ấn vào swap thôi nhé. Mình đang thấy cái biểu hiện nó lên thì mình cứ để một ít nữa xem thế nào. Đấy. Tiếp theo nữa là một cái dự án nữa là mình cũng thông báo với các bạn luôn là cái dự án block BK47 ấy, thì lúc trước cũng có giới thiệu cái dự án này trên kênh của mình là B có nhá, phải BK47 không? Đúng rồi, đâu rồi, không tìm ra hả? Đây, trời ơi, tại mạng ấy mà. Network này, đây này, đúng rồi, tại mạng của mình nhá, đơ đó. Trời ơi, làm thì cứ đơ đơ thế này là sao vậy? Các bạn có thể lên kênh của mình và ấn vào BK47 để các bạn có thể tìm cái dự án nhé. Đây. Đâu, lại tắt mất tiếng thì toi. Đây nhé các bạn nhé. Đấy. 50 đô 3 BK47 trên một rep. Ồ, 50 đô 47. Block 47 hay là 47 đồng? À, 1 BK là tương đương với khoảng 5 đô la và free là 10 đồng. Trời ơi là trời. Các bạn thấy là cái lúc cao của nó là 2 là 0,057 một đồng. Trời ạ, thế mà nó tuyên bố hùng hồn ghê cơ. Đấy, các bạn muốn swap thì các bạn ấn vào swap thôi nhé. Đây. Đấy, nó hiện lên này thì các bạn ấn swap nhé. Nói chung là trên cái nền tảng chôn này mình không có để các bạn ạ. Được bao nhiêu là swap hết luôn. Đấy, để sợ lắm mọi người ạ. Như cái đồng gì hôm trước ấy nhỉ? Đang từ 188 đồng trên 188 tron trên một đồng mà cuối cùng nó tụt còn có bao nhiêu? 0,12 một đồng. Trời ơi, nó tụt gì mà nó tụt kinh khủng vậy. Mình cứ nghĩ nó xuống một đồng thì mình còn thấy là nó tụt cũng đã khủng khiếp rồi, nó xuống không được một đồng nữa luôn, không được một chôn nữa luôn mọi người. Đấy, như thế là đã xong nhá, các bạn đã ấy này, đã swap xong cái dự án này này. 20 chôn thì được bao nhiêu bỏ nhỉ? 0,5 0,05 à 0,5 đô la thôi mấy nhỉ. Đây được 21 trôn à. Chán chết đi được ấy. Chuẩn luôn, 0,54 đô la. Ô, mỗi dự án mà cứ được chừng này thôi cũng được mọi người ạ. Nhưng có dự án chẳng được cái gì cả. Rồi, ok. Bên này có tăng không vậy? Tăng đi, tăng đi. Tăng lên 2 chôn thôi nhỉ. Cũng được rồi. Tăng lên 2 chôn đi, tăng lên 2 chôn đi để bán nào. Mạng thế này nè mọi người này. Có bực mình không chứ đấy. Lúc được lúc không, đúng là cái mạng chùa. Xài mạng chùa thì phải chấp nhận thôi mọi người ơi. Mà mấy cái wifi bọn này hình như là cái wifi đều ấy sao ấy.
mẹ cứ như chậm mạch. Còn ở trong app nữa đấy con này, mà còn trong app còn mấy chục ấy nữa đấy, 6-7 mấy coin nữa cũng được 100 tron nữa đấy mọi người ạ, cũng được 2-3 đô la nữa đấy. Vào tí nữa vào app vừa rút nốt đấy, chuyển luôn về đây để bán luôn một thể. Ok nhá, thì mình làm cái video để thông báo cho mọi người thôi, là lúc nãy cái video trước ấy là mình đã hướng dẫn các bạn số áp cái đồng này rồi. Các bạn gửi vào ví của admin họ cho, sau đấy thì lại gửi cái ví chôn của mình cho nó, sau đấy thì nó sẽ gửi về đây cho mình trong vòng khoảng 5-10 phút sau thôi. Đấy, các bạn có thể bán được luôn nhá. Cảm ơn các bạn và chúc mừng các bạn một lần nữa nhé. Các bạn nào mà theo mình cái dự án này thì mọi người sẽ vào trong cái kênh của mình để xem cái cách để swap cũng như là check xem là mình có cái coin này hay không. Thứ nhất là các bạn check ở trên nền tảng ERC20, ví ERC20 tức là ví MetaMask của mình. Thứ hai nữa là các bạn check ở trong app nhé các bạn nhé. Tại vì là nó có 3 đến 4 đợt airdrop cơ. Đấy, airdrop có 3 vòng thì hai vòng đầu hình như là chatbot của nó, còn vòng thứ ba là hình như là chatbot ở trên Buzinbot và nó đã trả về ví ERC20. Cho nên bạn nào có thì các bạn nhớ nhá, check cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Chúc mừng các bạn một lần nữa nhé.